Dạ, mình chào quý cô chú anh chị em ha. Hôm nay tiếp tục quay trở lại nhà vườn của anh Văn Vũ, có về một số bông trang, phô giấy, hoa giấy muốn giao lưu tới quý cô chú anh chị em mình ha. Hôm nay rực rỡ hoa luôn quý cô chú anh chị ơi. Rồi, chào anh Thái ha, chào tất cả cô chú anh chị đến kênh Pháp Thái TV. Em Văn Vũ ở làng hoa Sa Đéc. Số điện thoại em giao lưu là 0968 878 912. Hôm nay trở lại nhà vườn em thì cảm ơn cô chú đã ủng hộ clip mỹ hồng trong vườn ha. Hôm nay trở lại nhà vườn em quay một số bông giấy tàn với lại một số phô với lại một số mỹ cam hết cô chú. Rồi, để không mất thời gian cô chú thì cây số 1 em vô cây tím bướm hết cô chú. Này, quá xa bông. Này giá cũng dễ chơi hay cô chú. Này nó cao được là 95 hay cô chú. Tán ngang nó được 60 cô chú ơi. Đó. Đế nôm. Dạ. Đế nôm. Này hoành được 13 hay cô chú. Đó, số đế. Số nế được 30 cô chú ơi. Đó. Rồi cái mã số 1 này em giao lưu với cô chú là giá có 300.000 hay cô chú ơi. 300.000 hàng em bao phí ship luôn cô chú ơi. Đó. Tiếp tục mình lên số 2 hay cô chú. Đó. Dòng siêu bông. Dạ, tím bướm. Bông rực rỡ luôn cô chú ơi. Nó cao được 95 á cô chú ơi. Tán ngang được 60 luôn ha cô chú. Đây, còn một tầng đế nữa rồi cô chú ơi. Hoành cũng là 12 rưỡi ha cô chú. Đó, sổ đế chúng cỡ 30 ha. Đó. Rồi, mã số 2 này cũng 300 luôn cô chú ơi. 300 hàng em bao phí ship về tặng nhà cho cô chú mình chơi luôn nha. Rồi, tiếp tục em lên mã số 3 ha cô chú. Đó, cũng là cây tím bướm ha cô chú. Nó cao được 100 nha cô chú. Tán ngang được 65. Bên này thì nó bị gớt bò bên này. Nó mới thiếu tàn nhẹ nè. Rồi quanh 13 luôn cô chú ơi. Đế cực kỳ nha cô chú. Rồi mã số 3 này cũng 300 luôn. Đế đẹp hay cô chú. Tiếp tục mã số 4 cô chú ơi. Này một rễ à. Dạ. Nó cao được 105 á cô chú. Tán ngang được 65. Đây em đo cái eo đây ha. Quanh 13 luôn cô chú ơi. 13, thoát thân cũng cả hai mấy 30 đó cô chú. Rồi số 4 này 300 luôn cô chú ơi. Số 4 300 luôn ha. Rồi tiếp tục em lên số 5 hay cô chú. Cũng là tím bớm cô chú ơi. Nó cao được 100 hay cô chú. Tán ngang nó tính cô chú là 57 ha. Hoành này hoành 13 luôn cô chú ơi. Để nè. Rồi mã số 5 này cũng 300 luôn cô chú ơi. Số 5 300 hay cô chú. Rồi tiếp tục em lên mã số 6 cô chú ơi. Tím tiết hàng một cốt cô chú. Đó. Cao nó là 100 cô chú ơi. Đang lên bông nha. Tán ngang nó là 65 ha. Dòng này siêu hoa quá dạ, anh chị. Bộ đế nó bông, một cốt. Bộ đế nó giữ thiệt chứ. Cái này được quanh 13 luôn cô chú ơi. Rồi mã số 6 này cũng 300 luôn cô chú ơi. 300. Tiếp tục mã số 7 cô chú. Một cốt thẳng luôn. Cao là 100 hay cô chú. Đang lên búp quá xá luôn. Tán ngang là 60. Để quặm luôn cô chú. Quần này cũng 13 luôn cô chú ơi. Một cốt hay cô chú. Rồi số 7 cũng 300 luôn cô chú ơi. Số 7 300 luôn. Rồi tiếp tục em lên mã số 8 hay cô chú. Đỏ đuôi cáo á. Dạ, bị đỏ đuôi cáo. Quá trời bữa nay nó lên bông. Cao 1m19 hay cô chú. Dọc này đọt tới đầu hoa tới đó. Dạ. Tán ngang là 45. bốn quành hay cô chú. Rồi mã số 8 này là cũng 300 luôn cô chú ơi. Số 8 300 luôn hay cô chú. Tiếp tục em lên số 9. Cũng là mỹ đỏ đuôi cáo hay cô chú. Nó cao được 1m15 hay cô chú. Tán ngang nó là 49. Cái hoành em đo vị trí này được 13 nghe cô chú. Sổ đế cũng gần 3 tắc á. Rồi mã số 9 này em giao lưu với cô chú cũng 300 luôn hay cô chú. 300 cô chú ơi. Rồi tiếp tục lên phôi cô chú ơi. Mã số 10. Đó. Cây đã lên mầm sống khỏe hết trơn hay cô chú. Trong quá trình phôi có lỗi thì em báo lỗi nha cô chú. Cao là 70 cô chú ơi. Đây cái dòng em đo nhỏ nhất tại vị trí này ha. Là 37 hoành nha cô chú. Sổ đế xuống đây là 29. Tổng cái củ em đo được 54 cô chú ơi. Cây lên mầm sống khỏe nha cô chú. Nước da nó rất già hay cô chú. Rồi mã số 10 này em giao lưu với cô chú là giá 500.000 ha. 500 cô chú ơi. Rồi, tiếp, sát à. Dạ. Tiếp tục 11 nha cô chú. Chậu để không vừa. Qua trời. Lên da móc luôn. Cao 80 cô chú ơi. Hoành em đo vị trí này được là 32 hoành nha cô chú. Cây này đế đẹp. Sổ đế nó được 35 cô chú ơi.
Tổng cái củ em đo được là 69 cô chú. Quá trời cái này. Rồi mã 11 này em xin giao lưu giá 700.000 hay cô chú, 700.000 cô chú ơi. Tiếp tục em lên mã 12. Cây cành phóng hay cô chú. Hàng lên mầm mà về cô chú mình ghép luôn nha. Nó cao được 55 hay cô chú. Đây, hoành em đo vị trí nhỏ nhất đây là 35 hoành nha cô chú. Đó. Sổ đế được 32. Tổng cái củ em đo được là 58 hay cô chú. Rồi mã 12 này em giao lưu giá 500.000 cô chú ơi. Tiếp tục em lên mã 13 cô chú. Này lai lai cũng có cành phóng nè cô chú. Cao nó là 72 hay cô chú. Hoành vị trí em đo được là 34 hoành ha. Sổ đế nó được là 28. Tổng cái củ em đo được là 50 cô chú ơi. Rồi mã 13 này em giao lưu giá 400.000 hay cô chú. Tiếp tục em lên mã 14 cô chú ơi. Này gắt to xác nha cô chú. Cao nó là 77 hay cô chú. Hoành của nó em đo vị trí này là 33 cô chú ơi. Tổng cái cũ là 56. Đây có những cái vết mà nó do hồi nhỏ nó bị ấy hay cô chú, bị lột da ha. Đó. Trong cây nào có lỗi em báo lỗi nha cô chú. Đây nó bị lột gì đây cô chú ơi. Rồi mã 14 này em xin giao lưu giá có 300.000, em bao phí ship luôn nha cô chú. Rồi mã 15 hay cô chú. Cao là 89 hay cô chú. Cây gắt viên nha cô chú. Hoành 35 nha. Lô này nó dài lắm cô chú ơi. Sổ đế là 31. Tổng cái cũ là 58 hay cô chú. Rồi mã 15 này em xin giao lưu giá 600.000 cô chú ơi. 600.000 ha. Tiếp tục em lên mã 16 nha cô chú. Cao 57 hay cô chú. Hoành em đo tại vị trí này là 28 hoành nha cô chú. Sổ đế xuống đây là 32. Tổng cái củ em đo được là 64 cô chú ơi. Rồi mã số 16 này em giao lưu với cô chú là giá 400.000 ha. Tiếp tục lên mã 17 cô chú ơi. Cao là 62 hay cô chú. Hoành em đo vị trí này được 32 hoành nha cô chú. Lên bú luôn. Sổ đế là 30 chẵn. Tổng cái cũ em đo được là 52 cô chú ơi. Rồi mã 17 này em giao lưu với cô chú là giá 500.000 ha cô chú. Tiếp tục mã 18 cô chú ơi. Cây này thôi khỏi phải chê. Cao 60 cô chú ơi. Quá trời quá đắt luôn cây. 35 hoành ngay vị trí này cô chú. Cây này sạch đẹp không tì vết nha cô chú. Sổ đế xuống đây được 33. Tổng cái cũ em đo được là 73 hay cô chú. Đó. Cây này quá xá cái cũ luôn cô chú ơi. Đó. Rồi cây mã 18 này em giao lưu với cô chú là giá 1.2 triệu ha. 1.2 triệu là em bao ship toàn quốc cho cô chú mình chơi luôn. Rồi tiếp tục em lên cây mã 19 cô chú ơi. Đó, biết cái cũ không? Nó cao được là 80 hay cô chú. Cái hoành em đo ngay vị trí nhỏ nhất đây là 31 hoành nha cô chú. Tổng cái cũ em đo đi đây là 59 hay cô chú. Cây rất đẹp hay cô chú. Rồi mã 19 này em giao lưu với cô chú là giá 600.000 ha. Tiếp tục em lên mã 20 cô chú ơi. Sẵn. Nó cao được là 72 hay cô chú. Hoành vị trí em đo được là 29 hoành nha. Sổ đế được 30 cô chú ơi. Tổng cái cũ em đo được là 50 cô chú. Cây đẹp không thì vết cô chú. Rồi mã 20 này em giao lưu với cô chú là giá 400.000 ha. Tiếp tục mã 21 cô chú ơi. Cao là 72 hay cô chú. Hoành vị trí em đo được là 34 hoành nha cô chú. Sổ đế là 30. Tổng cái cũ là 56. Đây có một vết chày nhỏ hay cô chú. Này không ảnh hưởng gì nha. Rồi mã 21 này em giao lưu với cô chú là giá 500.000 hay cô chú. Ủa mã 2 cái đó mã mấy? 21. 21 ha. Rồi tới 22 cô chú ơi. Hết biết không? Đẹp không?
cao là 64 cô chú ơi. Hoành vị trí này em đo được là 26 hoành nha cô chú. Sổ đế xuống đây là 35. Củ này nó ôm sát luôn. Tổng cái củ là 54 nha cô chú. Rồi 22 này em giao lưu giá cũng 500 ngàn cô chú ơi. Rồi tiếp tục em lên mã 23 cô chú. Cao là 65 hay cô chú. 30 quanh trắng hay cô chú. Già quá trời cái nước da nó nè cô chú. Sổ đế là 32. Tổng cái củ em đo được là 50 hay cô chú. Rồi 23 này em giao lưu giá 500 ngàn cô chú ơi. Tiếp tục em lên mã 24 nha cô chú. Tam tài cô chú ơi, 3 thăng. Cao đó là 56 cô chú ơi. Đây, hoành em đo cái eo nhỏ nhất có thể 37 hoành cô chú. Quá trời nó bự. Sổ đế xuống đây là 28. Tổng cái củ em đo được 50 cô chú ơi. Rồi 24 này em giao lưu giá 400 ngàn hay cô chú. Rồi tiếp tục em lên mã 25 cô chú ơi. Cây quái à? Dạ, cây quái. Này quý anh chị mình chơi cây ghim về mình vô dây à? Dạ đúng rồi. Cao là 72 hả cô chú. Lên mầm rất là mạnh nè. Hoành của nó là 24 hả cô chú. Sổ đế cây này là 43 cô chú ơi. Tổng cái củ em đo được là 63 hả cô chú. Này vô dây được hả cô chú. Rồi mã 25 này em giao lưu giá 400 ngàn thôi cô chú ơi. Tiếp tục em lên mã 26 hả cô chú. Quá trời đế, đẹp. Nó cao được là 57 ha cô chú. Hoành em đo vị trí này được 30 cô chú ơi. Sổ đế xuống này là 44 ha cô chú. Tổng cái củ em đo được là 58 cô chú ơi. Rồi mã 26 này em giao lưu giá 450 ngàn cô chú ơi. Tiếp tục em lên mã 27 ha cô chú. Cao đó là 68 hay cô chú. Đây cái hoành em đo vị trí này được 24 hoành hay cô chú. Sổ đế xuống đây là 40. Tổng cái củ em đo được là 50 chẳng cô chú ơi. Rồi mã 27 này 350 ngàn, hàng em bao phí ship về tận nhà cho cô chú mình chơi. Rồi mã 28 hay cô chú. Cây rất là quái cô chú. Trong quá trình đi ví dụ mấy cái tược này nè là coi có vận chuyển đó, nó hơi bị gãy cô chú thông cảm ha. Này cao được 57 hay cô chú. Hoành này vị trí em đo được 29 ha, ngày cổ eo nha cô chú. Sổ đế hôm nay là 42. Tổng cái củ em đo được là 56 cô chú ơi. Rồi 28 này cũng 350 ngàn cô chú ơi. Dạ, tiếp tục em lên mã 29 hay cô chú. Nó cao nó được là 60 hay cô chú. Hoành em đo vị trí này được 21 hay cô chú. Sổ đế nó là 45. Tổng cái cũ nó là 59 cô chú ơi. Rồi 29 này em giao lưu với cô chú là 350 ngàn ha. Tiếp tục 30 cô chú ơi. Cao nó là 64 hay cô chú. Cái hoành em đo vị trí là được là 24 hoành cô chú. Sổ đế xuống đây là 40 chẳng. Tổng cái củ em đo được là 50 đi cô chú ơi. Rồi mã 30 này cốc giá là 350 ngàn hả cô chú. 350 ngàn, hàng em bao phí ship về tặng nhà cho cô chú mình chơi ha. Rồi tiếp tục em lên mã 31 cô chú ơi. Một khối đặc luôn. Nó cao được là 52 hả cô chú. Đây, đo cái dòng eo nhỏ nhất ở đây ha. Được 29 hoành cô chú ơi. Nguyên cái khối đặc hả cô chú. Sổ đế xuống đây được 34. Tổng cái củ em đo được là 45 nha cô chú. Rồi mã 31 này em giao lưu có 300 ngàn thôi cô chú ơi. Rồi tiếp tục em lên mã 32 hả cô chú. Cây rất là quái. Nó cao được 61 hả cô chú. Tổng cái hoành em đo được vị trí này được là 30 tại đây hả cô chú. Sổ đế là 42. Tổng cái củ em đo được là 60 cô chú ơi. Rồi mã 32 này em giao lưu với cô chú là giá 400 ngàn cô chú ơi. Rồi tiếp tục em lên mã 33 hay cô chú. Quá trời cái củ này nó đặt.
cao nó là 54 hay cô chú. Đây hoành thân nhỏ nhất em đo đây vị trí này 25 hay cô chú. Số đế này là 35. Tổng cái cũ là 46 cô chú ơi. Rồi mã 33 này em giao lưu với cô chú là giá 500.000 ha. Rồi tiếp tục mã 34. Cây này khá lớn ha cô chú. Cao nó là 58 cô chú ơi. Trời ơi, 36 hoành luôn cô chú ơi. 36 hoành nha cô chú. Số đế nó là 33. Tổng cái cũ 55 do bị chày ở đây cô chú. Đó, do bị chày ở đây ha. Đó, một lỗi hai lỗi. Đó, cây này quá trời lớn nha cô chú. Rồi 34 này em giao lưu với cô chú là giá 500 thôi cô chú ơi. Đó. Bán vậy cô chú mình tập ghép chơi ha. Rồi tiếp tục em lên mã 35 cô chú ơi. Cây rất là quái cô chú. Rất là già luôn. Tay cành đều ha. Dạ. Cao là 70 hay cô chú. Hoành vị trí em đo được là 29 hoành hay cô chú. Đó, biết cái nước già của nó. Sổ đế nó là 34 cô chú ơi. Tổng cái cũ là 53 hay cô chú. Rồi mã 35 này em giao lưu giá 700.000 hay cô chú. Rồi tiếp tục em lên mã 36 cô chú ơi. Cao đó là 64 hay cô chú. Hoành vị trí em đo được là 33 cô chú ơi. Lô này hoành 30 thì nó rất là nhiều hay cô chú. Trên 30. Số đế là 34. Tổng cũ là 53 hay cô chú. Rồi 36 này em giao lưu giá 500.000 hay cô chú. Tiếp tục 37 cô chú ơi. Mệt biết cái này. Cao nó là 48 hay cô chú. Này đó đâu vậy. Đây đi. 36 hoành hay cô chú. Đó, tại vị trí này ha. Giống con rùa ha. Dạ. Sổ đế là 31 cô chú ơi. Mệt biết. Cái cũ nó được 60 hay cô chú. Rồi 37 này em giao lưu giá 700.000 hay cô chú. Rồi tiếp tục em lên 38 cô chú ơi. Cao nó là 76 hay cô chú. Tổng cái dòng em đo được là 34 hoành cô chú ơi. Sổ đế tại đây vị trí này là 31. Tổng cái cũ em đo được là 45 hay cô chú. Rồi 38 này em giao lưu giá là 500.000 cô chú ơi. 38 500 hay cô chú. Rồi tiếp tục 39 hay cô chú. Này to xác lắm. Cao 65 hay cô chú. Hoành em đo vị trí này được 36 hoành nha cô chú. 36 hoành ha. Số đế này là 31. Tổng cũ là 54 do ở đây là bị chạy hay cô chú. Đó, đây nó lột da phần này hay cô chú. Đó. Này bán về cho cô chú mình tập ghép chơi ha. Rồi 39 em giao lưu giá 350.000, hàng bao phí ship. Rồi tiếp tục em lên mã 40 cô chú ơi. Tông một cốt hay cô chú. Nó cao được là 90 hay cô chú. Cái em đo nhỏ nhất tại vị trí này là 31 hoành nha cô chú. Cái lưng hết biết cái lưng. Sổ đế xuống đây là 35 cô chú ơi. Tổng cái cũ em đo được là 45 hay cô chú. Rồi mã 40 này em xin giao lưu giá 700.000 hay cô chú. Tay cành đóng đủ nha. Rồi 41 cô chú ơi. Cây khá lực hay cô chú. Cao là 59 hay cô chú. Hoành vị trí này em đo được là 31 nha cô chú. Sổ đế là 33. Cây này không lỗi lầm gì nha cô chú. Tổng hình cũ là 55 hay cô chú. Dạ. Rồi 41 này em giao lưu giá 700.000 hay cô chú. 41 700 cô chú ơi. Rồi tiếp tục 42 ha. Tông một cốt luôn cô chú ơi. Cây cũ quá xá luôn. Cao nó là 98 cô chú ơi. Đây cái dòng em đo nhỏ nhất cái chỗ này vị trí này hay cô chú. Được 41 hoành hay cô chú. Sổ đế xuống đây được 32. Tổng cái cũ 60 cô chú ơi. Nó tiếc bộ đế không. Rồi 42 này em giao lưu giá 700.000 cô chú ơi. 42 giá 700 hay cô chú. Tiếp tục 43 cô chú ơi. Xuống luôn. Nó cao được 1m1 hay cô chú. Đó, biết cái cây này. Đây em đo dòng em nhỏ nhất cái đây đây. 37 hoành nha cô chú. Củ đặc hừ luôn cô chú ơi. Sổ đế là 40. Tổng cái củ em đo được là 70 cô chú ơi.
Rồi tông một cốt mã 43 em xin giao lưu giá 1 triệu cô chú ơi. Tiếp tục 44 cô chú. Cây này cao à? Dạ. Cây này cỡ 1m6, 1m7 cô chú ơi. Chắc cũng cỡ 1m7 á. Hàng này khai thác nha cô chú. Vị trí này là 49 hoành ha cô chú. 49 hoành ha. Xích xuống nữa. Đo nhiều vị trí cho cô chú mình đi. Ở đây xích xuống là 48 hoành ha cô chú. Tổng cái củ ra tới đây là 80 cô chú ơi. Tay cầm em đo vị trí này nha. Tay cầm em đo đây là được 21 ha cô chú. Rồi 44 này em giao lưu giá 1 triệu rưỡi cô chú. 1 triệu rưỡi hàng em bao phí ship về tận nhà. Rồi tiếp tục là 45 ha cô chú. Em lên mấy cây mỹ cam hay cô chú. Form tàn khá đặc cô chú ơi. Đang full bọc một form tàn tròn. Chiều cao của nó được 1m24 cô chú ơi. Tán ngang của nó được 1m32. Tổng cái hoành ở đây 16 hoành hay cô chú. 16 hoành, còn cái cũ còn chưa có làm thêm cô chú. Thoát thân là được 23 hay cô chú. Rồi mã 45 mỹ cam em xin giao lưu giá là 500.000, hàng em bao phí ship về tận nhà cho cô chú mình chơi nha. Rồi tiếp tục là 46 ha, cũng là cây mỹ cam hay cô chú. Này thóc thân ha. Dù chắc hoài nghiêng. Chiều cao là 1m18 cô chú ơi. Tán ngang tới 1m12 đây hay cô chú. Hoành vị trí thì được 13 hay cô chú. Thóc thân của nó là 41, cây sạch đẹp phơm tàn tròn hay cô chú. Rồi mã 47 này em giao lưu cũng 500.000 ha cô chú. Rồi tiếp tục em lên mã 48 cô chú ơi. Ủa? 48 đúng rồi. 48 ha cô chú. Cao nó là 1m23. Phơm tàn full bông mà. Tán ngang 1m06 cô chú ơi. Phơm tàn tròn đặc luôn. Dạ. Đây đó đến này đi cô chú ơi. Quanh này 13 đây cô chú, dưới chắc cỡ 14 ha. Thoát thân của nó được 37 cô chú ơi. Rồi mã 48 này em giao lưu giá cũng 500.000 ha cô chú. 500.000 hàng em bao phí ship ha. Rồi 48 này cũng là cuối clip ha. Chân thành cảm ơn cô chú rất là nhiều ha. Mong cô chú ủng hộ em clip này, chân thành cảm ơn cô chú. Rồi hẹn gặp lại anh chị vào clip tiếp theo của nhà vườn anh Văn Vũ ha.